Xin mến chào quý anh chị và các bác đã trở lại với kênh của Trung Hợp Auto. Hôm nay thì em Phương sẽ lên sóng báo giá cập nhật những dòng xe mới về tại Trung Hợp Auto chi nhánh Bình Dương, đang có địa chỉ tại 709 đường DT743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương các bác ạ. Lần này thì nhà em đang về rất là nhiều các dòng xe, toàn các dòng xe hot 5 chỗ 7 chỗ gầm cao rất mới luôn các bác ơi. Em sẽ cập nhật ngay cho các bác trong video ngày hôm nay các bác nhé. Đầu tiên là một chiếc 7 chỗ gầm cao của nhà Hyundai, một chiếc Stargazer đời 2022 bản 1.5 đặc biệt, mang ngoại thất màu trắng, xe một chủ dùng từ đầu nhé. Và đi chỉ có 18.000 km thôi, 4 vỏ zin heo xe cả dàn. Em Phương đang chào bán với mức giá là 538 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị này. Ngoài sự lựa chọn là XL7, là Veloz, là Xpander ra thì các bác còn có một sự lựa chọn là Hyundai Stargazer nữa, 7 chỗ rất rộng rãi đúng không ạ? Bán tải vào trong này một chiếc duy nhất tại cửa hàng, một chiếc Forerunner WeCheck đời 2021. Chiếc này của em đi hơn 50.000 km rồi, mang ngoại thất màu cam, một chủ xuống từ đầu. Em Phương đang chào bán là 748 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé. Đây, kể tới đây các bác có thể nhìn qua rất là nhiều các dòng xe gầm cao vừa mới về showroom đúng không ạ? Chắc chắn là chưa có ở một video nào hết. Kể tới đây là một chiếc 5 chỗ gầm cao nhiều công nghệ của nhà Hyundai, một chiếc Hyundai Grand đời 2022 bản 1.5 đặc biệt. Cơ với bản đặc biệt sẽ là phiên bản giữa anh chị nhá. Dưới thì sẽ có bản tiêu chuẩn và bên trên sẽ có bản cao cấp. Xe của em Phương mang ngoại thất màu xanh Kawasaki, một chủ xuống từ đầu, khu lịch sử bảo dưỡng. Và xe đã đi được 11.000 km rồi. Em Phương đang chào bán là 629 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị ạ. Xe vừa mới về xong. Một chiếc Mazda CX-5 đời 2023 siêu lướt với số km rất là ấn tượng, chỉ có 7.500 km thôi anh chị nhé. Chiếc này của em Phương là Mazda CX-5 đời 2023 bản Premium Sport. Xe đi được chỉ có 7.500 cây thôi. Và em đang chào bán với mức giá đang là 838 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị. Full công nghệ, full option, form dáng của Mazda 2023 này rất là đẹp và trẻ trung đúng không ạ? Bên này là một chiếc Mazda CX-5 đời 2020 bản Premium. Chiếc này của em Phương đi được 38.000 km rồi, mang ngoại thất là màu xanh Kawasaki, bên trong nội thất ghế da màu đen. Em đang chào bán với mức giá là 715 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé. Một cặp đôi Mazda CX-5 hiện tại thì em đang có 4 chiếc tại cửa hàng các bác nhé. Bên này là một chiếc xe nhỏ gọn, nhiều công nghệ với tầm tài chính rất hợp lý, mang thương hiệu MG các bác ạ. Chiếc này của em là đời 2022 bản Luxury và đã được trang bị full công nghệ rồi. Xe đi chỉ có 10.000 km thôi, em Phương đang chào bán với mức giá là 486 triệu bao rút hồ sơ. Chiếc này đã có ghế điện, cửa sổ trời, cam 360. Chị chủ cũ có lên thêm màn hình Android, cam trước sau và độ cốp điện đầy đủ rồi anh chị nhá. Với tầm tài chính rất hợp lý luôn. Ở đây em vừa mới về thêm một mẫu 7 chỗ gầm cao mà tầm tài chính cũng rất hợp lý. Trước mắt các bác là Kia Rondo đời 2018 bản GAT. Chiếc này là bản hiếu anh chị nhá. Nếu mà ở phiên bản đủ thì sẽ có thêm cửa sổ trời và rửa đèn pha nữa. Chiếc này của em đi rất là ít, đời 2018 mà đi chỉ có 28.000 km thôi, một chủ sụng từ đầu. Và em đang chào bán chiếc này là 458 triệu bao rút hồ sơ. Xe mang ngoại thất màu trắng, nó rất là dễ dùng và trung hòa đúng không ạ? Cuối cùng ở hàng thứ nhất là một chiếc xe 5 chỗ của nhà Honda, một chiếc HR-V đời 2018. Chiếc này của em là bản 1.8L nhá, sổ nhập Thái Lan nguyên chiếc, chạy được 63.000 km và em Phương đang chào bán là 548 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị ạ. Rồi mời quý anh chị vào tới hàng 2 của Trung Hợp Auto nhé. Hiện tại thì mỗi đầu đất nước, mỗi showroom nhà em đang sẵn khoảng 40 cho đến 45 đầu xe gầm cao phục vụ các bác. Nên là bác nào mà quan tâm một mẫu xe dành cho gia đình hoặc phục vụ cho công việc kinh doanh thì đừng ngần ngại, hãy qua nhà em Phương ngay để trải nghiệm xem xe và lái thử xe thực tế các bác nhé. Bên này là một chiếc Suzuki XL7 đời 2022 bản 1.5 AT. Xe đi được 75.000 km, mang ngoại thất màu đỏ mận. Em Phương đang chào bán là 510 triệu bao rút hồ sơ anh chị ạ. Suzuki XL7 thì hiện tại ở showroom em đang có 3 chiếc đều là đời 2022 luôn. Nhưng mà
số km chênh lệch nên là sẽ có mức giá chênh lệch nhau một xíu xíu các bác nhé. Tiếp theo bên này là một chiếc Suzuki XL7 đời 2022, xe chạy ít hơn, chỉ có 13.000 km thôi. Chiếc này thì em Phương đang chào bán là 548 triệu bao giúp hồ sơ. Kế tới là chiếc Suzuki XL7 màu xanh rêu. Chiếc này của em thì đi được 20.000 km và em đang chào bán với mức giá đang là 538 triệu bao giúp hồ sơ quý anh chị nhá. 7 chỗ gầm cao của nhà Mitsubishi, em đang có một chiếc Outlander, một chiếc xe duy nhất tại cửa hàng mang ngoại thất màu trắng đời 2018 bản CVT. Chiếc này của em đi được 28.000 km chuẩn, một chủ sụn từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng, 4 vỏ zin theo xe cả dàn. Bác chủ cũ đã trang bị thêm màn hình Android, thêm bộ ghế da và thảm trần 5D rồi. Em đang chào bán với mức giá đang là 598 triệu bao giúp hồ sơ quý anh chị ạ. Kế tới chiếc này là Mazda CX-5. Chiếc này của em là Mazda CX-5 đời 2020 bản Deluxe anh chị ạ, bản 2.0 tiêu chuẩn. Chiếc này đã đi được hơn 50.000 km rồi và em Phương đang chào bán với mức giá là 686 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhá. Vừa rồi buổi trưa ngày hôm nay thì rất là trộm vía, nhà em đã nhận cọc được chiếc Mazda CX-5 đời 2018 màu trắng bản 2.0 số tự động rồi các bác ạ. Rất là trộm vía luôn. Bán về Bình Dương chỉ cách showroom khoảng 6 cây thôi anh chị nhá. Tiếp theo ở đây một mẫu 7 chỗ gầm cao, rất là cao luôn, máy dầu số tự động. Trước mắt các bác là một chiếc Trailblazer đời 2018 số tự động máy dầu, đi được 85.000 km, một chủ sụn từ đầu và em đang chào bán là 529 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị ạ. Cuối cùng ở hàng 2 là một chiếc xe gầm cao. Nhắc đến xe gầm cao 7 chỗ đúng không ạ? Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 mang ngoại thất màu trắng và nội thất là màu nâu da bò. Chiếc này của em Phương đi được 98.000 km rồi và em đang chào bán với mức giá là 868 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhá. Chiếc này bác chủ cũ đã lên khá nhiều đồ rồi đấy ạ. Xe vừa mới về cửa hàng luôn. Bên này là một chiếc Kia Sedona đời 2018 bản full máy xăng mang ngoại thất màu đen, một chủ sụn từ đầu, đi được 94.000 km rồi và em Phương đang chào bán là 719 triệu bao rút hồ sơ. 7 chỗ rộng rãi bản full máy xăng, nếu mà bác nào quan tâm một mẫu xe chạy gia đình rộng rãi hoặc phục vụ cho công việc của mình ấy, cần một mẫu xe rộng rãi chở đối tác đúng không ạ, thì có thể qua em Phương để lựa chọn chiếc này với tầm tài chính chỉ hơn 7 đồng các bác đã sở hữu xe rồi nhé. Tiếp theo một chiếc xe của nhà Nissan, một chiếc Nissan X-Trail đời 2018. Chiếc này của em là bản 2.0 Premium, xe đã đi được 68.000 km rồi và em Phương đang chào bán với mức giá là 548 triệu bao rút hồ sơ. Xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen rất là đẹp và đăng kiểm còn tới hết tháng 12 của 2025 cơ, rất là dài nữa đúng không ạ. Đây, 7 chỗ gầm cao, chỗ này thì dưới hàng này em đang có 3 chiếc 7 chỗ gầm cao cạnh tranh với nhau này. Đầu tiên là một chiếc Toyota Rush đời 2021 bản 1.5S là phiên bản duy nhất và hiện tại thì Toyota Rush thì cũng đã ngừng sản xuất rồi. Chiếc này của em đi được 63.000 km, mang ngoại thất là màu đỏ mận, bên trong nội thất ghế nỉ zin nguyên bản heo xe. Em đang chào bán là 548 triệu bao rút hồ sơ nhé. Bác nào mà quan tâm một mẫu xe chạy gia đình hoặc là nhất là ở vùng cao mà có đồi núi thì chiếc Toyota Rush dẫn động cầu sau sẽ rất là khỏe xe đúng không ạ. Cặp đôi Toyota Veloz tại cửa hàng Trung Hồ Auto, em đang có 2 chiếc Toyota Veloz đời 2022, chiếc màu đỏ là bản top phiên bản cao cấp. Chiếc này đã đi được 22.000 km rồi, đã có camera 60, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù trên gương, bác chủ cũ lên bộ ghế da. Em đang chào bán là 629 triệu bao rút hồ sơ và mâm của bản top sẽ là mâm 17 inch anh chị nhá. Còn chiếc màu trắng là Veloz đời 2022 nhưng mà bản CVT thì mâm sẽ là mâm 16 inch và em đang chào bán với mức giá là 589 triệu bao rút hồ sơ. Xe chạy được 44.000 km rồi, màu trắng thì rất là dễ dùng đúng không ạ. Cuối cùng ở hàng 3 là một chiếc Hyundai Kona đời 2019. Chiếc này của em Phương là bản 2.0 đặc biệt, xe đi được 79.000 km rồi và em Phương đang chào bán với mức giá là 486 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị. Xe mang ngoại thất màu đen, nhỏ gọn, dễ dùng, đăng kiểm còn tới tháng 7 của 2026 cơ. Bác nào mà mua xe
chạy gia đình mà ít người đúng không ạ? 1, 2, 3 người, 4 người đổ lại mà đi phố thì rất là nhỏ gọn và dễ lái. Xuống dưới hàng thứ tư. Đó, nhà em hiện tại đang là full xe rồi, không có chỗ, không còn một slot nào nữa rồi các bạn. Tiếp theo ở đây là một chiếc 5 chỗ gầm cao của nhà Toyota, một chiếc Toyota Cross đời 2020 bản 1.8V, đã có cửa sổ trời, ghế chỉnh điện đúng không ạ? 4 vỏ Michelin và mâm phay. Chiếc này của em mang ngoại thất màu xanh ghi, sẽ đi được 56.000 km và em cũng đang chào bán là 598 triệu bao rút, 698 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé, chưa tới 7 đồng, cụ thể là 698 triệu ạ. Đó, kể tới đây là một mẫu Kia Sorento này với tầm tài chính cũng rất là ưu đãi luôn, 7 chỗ gầm cao và rất là mới nhá. Chiếc này của em là Kia Sorento máy xăng bản tiêu chuẩn đời 2015, xe đi được 98.000 km, mang ngoại thất màu bạc. Em đang chào bán với mức giá là 445 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị này. Đó, hiện tại nhà đang rất là nhiều xe các bác ơi. Bác nào mà quan tâm xe chạy gia đình hoặc phục vụ cho công việc kinh doanh thì qua bên em Phương để xem xe và trải nghiệm lái thử ngay các bác nhé. Tiếp theo là hai mẫu Xpander. Đầu tiên là Xpander đời 2018 số sàn. Chiếc này thì chủ cũ lên rất nhiều đồ luôn. Xe đi được 98.000 km rồi, chủ cũ đã lên cam 360, lên màn hình Android, cam trước sau, bộ ghế da đầy đủ rồi anh chị ạ. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán là 428 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhé, đời 2018 số sàn. Kế tới là một chiếc Xpander đời 2022 bản Cross, là phiên bản cao cấp nhất. Chiếc này thì mang form Philips, chạy được 65.000 km rồi. Em Phương Lan chào bán với mức giá đang là 619 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Cross màu trắng này. Cuối cùng là một mẫu 5 chỗ gầm cao của nhà Hyundai, một chiếc Hyundai Tucson đời 2017 sổ nhập Hàn nguyên chiếc, đi được 94.000 km bản 2.0 đặc biệt. Em đang chào bán là 628 triệu và đã điều chỉnh xuống còn 615 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Lăn bánh tiền tỷ giờ chỉ hơn 6 đồng đúng không ạ? Xuống dưới hàng cuối cùng là toàn các mẫu trưng bày. Đây là hàng dành riêng cho Fortuner các bác nhé. 4 siêu phẩm Fortuner đang có tại cửa hàng trung thờ auto bên em. Đầu tiên là chiếc màu bạc này, Fortuner máy dầu số sàn đời 2016 mang ngoại thất màu bạc, đi được 12 vạn rồi, là 120.000 km ạ. Em đang chào bán là 599 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Bên này là Toyota Fortuner đời 2015 máy dầu số sàn luôn, mang ngoại thất màu đen và chiếc này chạy ít hơn, chỉ có 8 vạn km thôi, là 80.000 km. Chiếc này 4 vỏ theo xe, em đang chào bán với mức giá đúng là 628 triệu và đã điều chỉnh xuống còn 615 triệu bao rút hồ sơ cho quý anh chị nhé. Toyota thì phải được mệnh danh là nồi đồng cối đá đúng không ạ? Đời 2013, 2014, 2015, 2016 vẫn rất là bền bỉ, vẫn rất là tốt đúng không các bác? Bên này và Toyota thì em thấy rất là nhiều, là một dòng xe được rất nhiều các bác ở trong này lựa chọn để đi vùng cao, rất bền lành tiết kiệm. Bên này là một chiếc Toyota đời 2020 Fortuner đời chiếc này đời 2013 máy xăng số tự động ạ. Chiếc này của em mang ngoại thất là màu ghi và đã đi được 9 vạn km, là 90.000 km rồi. Em đang chào bán là 428 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Và cuối cùng là một chiếc Fortuner máy xăng số tự động đời 2017 mang ngoại thất màu trắng. Chiếc này của em đi được 72.000 km và em Phương đang chào bán là 698 triệu bao rút hồ sơ. Và rồi đây, mời các bác nhìn lại showroom trung thực auto bên em nhé. Đó, full xe rồi. Bác nào mà quan tâm tới một trong những mẫu xe mà em Phương vừa báo giá thì hãy nhanh tay comment hoặc liên hệ tới số hotline của trung thực auto là 0975792222, ấn phím 2 để gặp tư vấn viên tại trung thực auto để hỗ trợ thông tin xe các bác nhanh nhất ạ. Em xin phép là kết thúc video tại đây và xin mến chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video clip tiếp theo ạ.